tình. Tốt rồi, người ta cứ đến thăm tôi, người ta bảo ông đi khách sạn ông nằm chứ nằm bệnh gì. Tôi thấy bệnh tình của tôi bữa nay thì ở nhà rất nặng, nhưng mà xuống đây bữa nay là tôi khỏe rồi, thấy tốt rồi, thì cũng nhờ sự chăm sóc tận tình thôi. Cái ngày hôm đó thì là có thể là mình đã không còn, thì chính bản thân mình cũng như sau này là bởi vì là ngày nghỉ mà không có những cái người đầy trách nhiệm và tận tâm. Là cảm thấy là mình thì cũng có khả năng phục hồi rất cao, thái độ phần vào cái sức nhất nhiều năm nhì ba huân chương độc lập hạng ba năm 15 độc lập hạng ba cao cả của Bệnh viện Thống Nhất, đó là hết lòng vì người bệnh và hết lòng vì người lao động. Với phương châm thống nhất trách nhiệm tình người, tôi mong muốn cán bộ viên chức của Bệnh viện Thống Nhất xây dựng một khối đoàn kết thống nhất, phát huy trách nhiệm trong khám chữa bệnh và điều trị cũng như phát triển chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu chính trị là chăm sóc, bảo vệ, điều trị cho cán bộ trung cao cấp cùng với nhân dân trong khu vực, nâng cao tình người, tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và có động lực. Còn đối với bệnh nhân, tôi hy vọng là người bệnh hãy tin tưởng vào chúng tôi, hãy tin tưởng vào bệnh viện. Hello. Kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Tiếp theo cái trong loạt chương trình của Bệnh viện Thống Nhất trong vấn đề là điều trị các cái bệnh lý đặc biệt về xương khớp đối với người lớn tuổi, thì hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2023, chúng tôi tổ chức cái chương trình tọa đàm trao đổi vấn đề về vấn đề là gãy liên máu chuyển ở người lớn tuổi, loãng xương nặng thì cái hướng hiện nay người ta đang xử lý như thế nào. Để bắt đầu buổi hội nghị ở hội thảo ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu tham gia là hôm nay có hai báo cáo viên, một là bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Ngọc Tuấn, phó trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Thống Nhất ở bên tay phải của tôi, hai là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Dương làm ở khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Thống Nhất ở bên tay trái của tôi. Anh Nguyễn Minh Dương thì đang học chuyên khoa 2 và sắp sửa tốt nghiệp chuyên khoa 2. Bắt đầu chương trình hôm nay thì xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa Phan Ngọc Tuấn với cái báo cáo là tổng quan về gãy liên máu chuyển xương đùi và cập nhật các phương pháp điều trị mới hiện nay. Xin mời bác sĩ chuyên khoa Phan Ngọc Tuấn.
thưa các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Hôm nay thì tôi được phân công báo cáo một cái đề tài cũng tương đối rất là đang không phải là mới lắm nhưng mà rất là thường gặp ở hầu hết các bệnh viện. Hiện tại chấn thương chỉnh hình mình tất cả các bệnh viện đang tiến tới là sẽ xử lý rất là nhiều cái trường hợp gãy xương, đặc biệt là cái vấn đề gãy ở vùng khớp hông, khớp háng. Hôm nay tôi sẽ trình bày một cái đề tài là gãy là phần nào. Bài báo cáo của tôi thì gồm 4 phần. Thứ nhất là về tổng quan, thứ hai là chúng ta phân loại lại cái vùng liên mũi chuyển xương đùi mà hiện tại này là chúng ta thường áp dụng nhất ở tầng trên các bệnh viện, đặc biệt là ở các hội chấn thương chỉnh hình, từ bệnh hội chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đến hội chấn thương toàn quốc. Thứ hai nữa là vấn đề điều trị, cập nhật vấn đề điều trị, và thứ hai những cái khuyến nghị về tổng quan. Thì chúng ta biết được rằng là gãy liên mũi chuyển xương đùi là một cái gãy ngoài khớp, tần suất thì nữ thì cao hơn nam, thường là gấp đôi. Cái cơ chế thì người già thì thường hay gặp hơn và thường do một cái chấn thương lực rất là nhẹ. Mỏng và dễ gãy đến gãy cái vùng khớp hông. Nếu được điều trị sớm á, thì cái nguy cơ khớp giả và can lệch thì rất là thấp. Tỷ lệ tử vong trong năm đầu thì khoảng 2-30%, nên chúng ta cần phải phối hợp các điều trị bệnh lý nội khoa kèm theo. Phân loại của gãy lưng mũi chuyển xương đùi á, thì tôi áp dụng theo cái phân loại của AO. Thì các bạn biết rồi, thì chúng ta thường là cái vùng khớp hông này thì nó có hai cái. Một là gãy liên mô xương đùi và hai là gãy cổ xương đùi. Gãy cổ xương đùi thì là cái gãy ở trong khớp, gãy liên mô chuyển xương đùi thì gãy ngoài khớp. Thì theo phân loại AO thì có đó nó chia làm 3 độ. A1, A1, A2, A3. A1 thì gãy dọc, mô chuyển đơn giản, thành là hai mảnh thôi, hai khối lớn. A11 thì đường gãy dọc theo đường lưu máu. A12 thì gãy dọc theo đường lưu máu có tốt cái máu chuyển lớn, tức là di lệch hơn A11. A13 thì đường gãy nằm dưới cái máu chuyển nhỏ. A2 tức là nó có mảnh, thì chúng ta nói gãy mà gãy không có mảnh thì thường là phân là A1. Gãy có mảnh thì bắt đầu A2. A2 thì là gãy dọc, cũng gãy dọc giống như A1 nhưng mà nó có mảnh rời thì có thể hai hoặc là nhiều mảnh. A21 thì có một mảnh rời, A22 thì có hai mảnh rời, A23 có nhiều hơn hai mảnh rời. Phân loại A3 thì A3 thì đường gãy liên máu, tức là chúng ta thấy cái khối máu chuyển lớn là nó còn nguyên, và đường gãy này thì người ta kêu là đường gãy nghịch. A31 thì đường gãy đơn giản, đường gãy chéo nghịch, tức là từ ở dưới thân xương đùi đi lên trên cái khối cái mốc chuyển bé. A2 thì đường gãy ngang, A3 thì có mảnh rời bên trong, tức là cái chúng ta thấy thường là A3 đường gãy nghịch kèm theo có cái mảnh ở cái mốc chuyển bé thì xếp vào A3. Và cái bảng phân loại của đường mối chuyển thì nó chúng ta phân loại như vậy dựa vào cái độ vững của nó, gãy vững hoặc gãy không vững. Độ vững của nó thì khi người ta định nghĩa là gãy vững là khi là cái vỏ xương ở vùng sâu còn nguyên vẹn và khi chúng ta nắn lại thì nó tì được lên nhau và nó không có bị di lệch. Gãy mất vững tức là gãy đường gãy mà nó có nhiều cái mảnh, hoặc là nó sau khi chúng ta kéo nắn thì nó sẽ gập góc trở lại, sẽ đó thì chúng ta nó di lệch đi,
chúng ta không có cố định được, thì chúng ta gọi là đường gãy, gãy gãy không vững. Ví dụ như những cái gãy dưới lệch mà có mấu chuyển nhỏ nè, gãy dưới mấu chuyển nè, đường gãy nghịch, là A3 là đường gãy nghịch. Điều trị thì chúng ta cũng có như mọi cái gãy xương khác thì chúng ta vẫn phải điều trị bảo tồn hoặc là điều trị phẫu thuật. Thì có hai cái hướng chính như điều trị bảo tồn thì ở đây chúng ta hầu như ít đặt ra, mà nếu có thì chúng ta thường gặp ở những bệnh nhân là nó không có chỉ định phẫu thuật. Không chỉ định phẫu thuật là do bệnh lý, bệnh nhân nặng, bệnh nhân nằm một chỗ, bệnh nhân bị các bệnh nền mà khi chúng ta can thiệp phẫu thuật thì nó đe dọa tính mạng bệnh nhân, hoặc bệnh nhân bị tai biến, rồi những bệnh về máu, bệnh về ung thư, thì chúng ta không đặt vấn đề phẫu thuật ở những bệnh nhân như vậy. Chúng ta buộc lòng chúng ta phải điều trị bảo tồn. Đây là những trường hợp đối đế lắm chúng ta mới điều trị bảo tồn. Còn điều trị phẫu thuật thì chúng ta đặt ra ở những bệnh nhân có trước khi té ngã, bệnh nhân có khả năng vận động được, hoặc là bệnh nhân vẫn, một số trường hợp bệnh nhân bị chấn thương, bị tai biến bằng máu não, nhưng mà bệnh nhân vẫn ngồi dậy được, vẫn còn sinh hoạt chút chút, nhưng mà người ta vẫn phải ngồi lên để người ta đi ra khỏi giường, thì chúng ta cũng có thể phải can thiệp phẫu thuật để cho bệnh nhân có thể ngồi lên ngồi xuống, đi lại, có người hỗ trợ xe lăn xe đồ đi từ giường qua xe lăn, ví dụ như vậy thì phẫu thuật vẫn được đặt ra. Thì các phương pháp phẫu thuật thì nó cũng ở vùng hông này thì cũng có là các phương pháp như là đóng đinh nội tủy, hoặc là kết hợp xương bằng nẹp vít, thay khớp, nẹp vít khóa, nẹp vít DCS, vân vân. Và điều trị bảo tồn thì chúng ta đã nói rồi, điều trị bảo tồn là bệnh nhân là chỉ ngồi, chỉ định trị bệnh nhân là không khả năng đi lại, bệnh nhân cái nguy cơ tử vong trong trường hợp chúng ta nếu chúng ta can thiệp phẫu thuật. Thì nếu chúng ta không có can thiệp thì chúng ta biết rồi, bệnh nhân mà nằm một chỗ, bệnh nhân như vậy thì sẽ có viêm phổi rất là cao, rồi nhiễm trùng tiểu, rồi sẽ loét tư thế, rồi thuyên tắc tĩnh mạch do huyết khối tĩnh mạch đó, thì cái khả năng tử vong của bệnh nhân cũng là cao, và đem lại cái đời sống cho bệnh nhân là rất là hạn chế. Vấn đề kết hợp xương thì chúng ta có chỉ định kết hợp xương thì nếu mà trường hợp gãy vững thì chúng ta kết hợp xương nẹp vít ép trượt thì kết quả là tốt, tương đương với dùng đinh nội tủy. Ở đây có một cái hình ảnh chúng ta làm một cái DHS kết hợp xương bằng đinh nội tủy, tương tự nội tủy, thì chúng ta thấy đấy thì chỉ định trong trường hợp bệnh nhân gãy vững hoặc là gãy không vững, đường gãy nghịch, thì chúng ta vẫn cũng có thể áp dụng cho những trường hợp đóng đinh, nhưng mà tùy cũng mức độ mà đường gãy nghịch như thế nào, A33 hay là A31 thì tùy theo mức độ loãng xương nữa. Thì ở đây tí nữa chúng ta sẽ bàn cái vấn đề loãng xương để chúng ta đặt vấn đề tính cái phương án mà đóng đinh nhưng mà có hiệu quả không hiệu quả, hoặc là cái khớp háng của mình nó có bị thoái hóa nặng hay không, chịu lực nó phải chịu lực nhiều hay không, thì chúng ta phải cần bàn thêm. Thì đóng đinh nội tủy cũng là một phương pháp lựa chọn rất thường xuyên hiện nay ở các cái cơ sở mà có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Vấn đề thay khớp thì tí nữa cũng sẽ được nghe cái bài báo cáo của bác sĩ Dương về nói vấn đề thay khớp ở trong những trường hợp mà gãy liên mối chuyển. Thì cái chỉ định thay khớp thì nếu mà chúng ta hai cái phương pháp, các phương pháp trên như là đóng đinh hoặc là nẹp vít mà chúng ta không thể thực hiện được, thì chúng ta còn cái phương pháp cuối cùng là chúng ta thay khớp cho bệnh nhân, thì nó chỉ định trong trường hợp là gãy
nhiều mảnh phức tạp, khớp háng bị thoái hóa trước khi bị gãy, thì lúc đó nếu mà thoái hóa nặng thì lúc đó chúng ta phải xử lý như thế nào trong vấn đề thay khớp, thay khớp bán phần hay thay khớp toàn phần, chúng ta phải coi, chúng ta phải tính toán. Nếu mà cái khớp nó còn tốt thì chúng ta nên lựa chọn thay khớp toàn phần, mà nếu mà cái khớp mà cái ổ cối mà nó quá tệ thì chúng ta nên thay khớp bán phần. Trường hợp loãng xương nặng mà không giữ được các phương tiện cơ lập xương, với điều đặc biệt là vấn đề nẹp vít, chúng ta cơ lập xương nẹp vít thì chúng ta khoan bắt vít vào mà cái xương nó quá loãng thì chúng ta không giữ được cái vít đó, thì buộc lòng là chúng ta phải tính phương án khác. Hoặc là một số trường hợp trước khi lúc mà lần đầu tiên chúng ta can thiệp thì chúng ta lựa chọn phương án là đóng đinh hoặc là nẹp vít, sau đó thất bại tức là sau một thời gian theo dõi, thứ nhất là có thể xương nó không lành hoặc là có những cái biến chứng, ví dụ như là cái đinh nó trồi ra hoặc là vít nó trồi ra, vít cổ trồi ra, vít ở thân xương trồi ra, thì làm cho cái ổ gãy lỏng là không giữ được cái dụng cụ cơ lập xương, thì chúng ta chuyển sang là vấn đề thay khớp. Theo khuyến nghị của EO thì chúng ta cũng phân loại gãy liên mối chuyển, thì nó chia làm ba loại. Loại một là gãy dọc liên máu đơn giản, loại hai là gãy dọc đường liên máu mà có mảnh rời, loại ba là gãy dưới giữa hai cái mối chuyển, tức là đường gãy nghịch, tức là theo là A3. Đối với đường gãy liên máu và đơn giản thì người ta sẽ khuyến cáo là chúng ta nên điều chỉnh là vít trượt hoặc là nẹp hoặc là đinh nội tủy có chốt chổng cổ, ví dụ như là đinh gamma, thì chúng ta thường là người ta khuyến cáo như vậy. Nhưng mà ở đây người ta không nói lên vấn đề loãng xương hay không loãng xương. Loãng xương chắc chắn là mình nghĩ là hầu hết ở những bệnh nhân mà gãy liên mối chuyển, tức là bệnh nhân lớn tuổi, thì cái loãng xương là hiếm khi nào mà nói là không loãng xương. Nhưng mà mức độ loãng xương như thế nào và cái vận động của người ta trước khi té như thế nào thì chúng ta mới lựa chọn cái phương pháp phối hợp nữa, chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ thấy là gãy đường liên máu đơn giản chúng ta lê vô là làm vít làm đinh hay ví dụ như vậy, thì chúng ta phải cân nhắc. Đối với gãy dọc đường liên máu có nhiều mảnh rời, tức là gãy A2 á, thì chúng ta điều trị, người ta khuyến cáo ở những trường hợp này thì nó phân vân giữa là chúng ta coi có ta phải đóng đinh hay là bắt vít như thế nào mà chúng ta giữ được cái chiều dài của trục chi, rồi giữ được các mảnh rời, làm sao giữ được mảnh rời và giữ được các cái chỗ bám của hai cái mối chuyển lớn và mối chuyển bé, là chúng ta phải giữ được những cái chỗ bám của gân cơ để cho sau khi mổ xong là mà lại chi được và vận động được, thì người ta khuyến cáo rằng là cũng là bằng vít trượt hoặc là đinh nội tủy có chốt chổng cổ, thì cái chỗ đó là hoặc là chúng ta phải lúc đó ta cân nhắc, ta cho ra hai cái phương án để mình lựa chọn, nhưng mình lựa chọn cái phương án nào mà mình thấy nó hợp lý. Nếu chúng ta cái chỗ đó mà nó bể, chúng ta không bắt được cái chẩm vô cái kia thì buộc lòng bắt vít. Nếu mà đóng đinh mà không bắt được cái vô cổ thì được vít cổ thì chúng ta lựa cái đinh nó cũng không ý nghĩa lắm. Đường gãy giữa hai mối tức là A3, tức là theo phân loại AO A3, thì người ta khuyến cáo là bằng nẹp vít hoặc là nẹp DCS, nẹp chứ người ta không dùng nẹp DHS mà nẹp DCS. Nẹp DCS là cái nẹp mà người ta sử dụng cho gãy liên lộ cầu xương đùi, tức là gãy ở dưới đó. Còn DHS thì là gãy cái khối mối chuyển trên thì làm DHS, nhưng mà đối với A3 tức đường gãy nghịch, người ta không khuyến cáo DHS mà người ta khuyến cáo là DCS để cho nó khỏi vấn đề trồi cái đinh ra và nó gập góc cái đinh sau khi mổ. Và người ta thường sử dụng ngày nay ta sử dụng đinh nội tủy có vít chốt giọng cổ như là đinh gamma. Cái mục tiêu cái nghiên cứu của để xác định xem á, là cái phẫu thuật thay khớp háng có được xem là một cái phương pháp điều trị gãy liên mối chuyển
xương đùi ở người già hay không. Đây là một cái nghiên cứu mà tí nữa bác sĩ Dương sẽ trình bày và coi thử như chúng ta sẽ thấy như thế nào, và chúng ta rút ra có nên áp dụng được một cách rộng rãi không. Chúng ta đưa ra một khuyến cáo luôn, chứ không phải là tùy cơ sở này làm và cơ sở kia làm thì khả năng mình thấy khớp được thì mình thấy. Không phải, chúng ta phải thấy được cái ưu điểm của nó, cái lợi của nó, và cái nó hơn dùng đinh, dùng vít như thế nào thì chúng ta sẽ triển khai. Ví dụ như vậy thì để trả lời những câu hỏi đó thì chúng ta sẽ phải coi thử là cái phương pháp, các cái phương pháp trên nó có kết quả chức năng có tốt hay không, thời gian mổ có nhanh hay không, thời gian nằm viện như thế nào, có rút ngắn lại hay không, và lượng máu mất đó, có nhiều ít hay nhiều, và những cái biến chứng sau khi mổ, biến chứng trong mổ và tỷ lệ tử vong kèm theo những cái bệnh nền như thế, chúng ta coi nó có lợi hay không. Trong một số cái tổng hợp nghiên cứu thì người ta không thể xác định thay khớp trong kỹ liên mô chuyển. Đối với thay khớp ở trong, tôi nói lại một lần, thay khớp ở trong gãy cổ xương đùi thì người ta thấy là cái lợi rồi, không còn bàn cãi nữa. Dùng những cái phương pháp khác chỉ là tình huống tạm thời đối đế thôi, còn phương pháp cái gãy cổ xương đùi thì tới nay tất cả các hội trên thế giới, từ Mỹ tới châu Âu tới Việt Nam, tất cả các nơi đều khuyến cáo là lên thay khớp. Một ta thay khớp là thay khớp toàn phần, bán phần như thế nào thì lúc đó ta lựa chọn, chứ còn thay khớp thì người ta lợi hơn là dùng những cái phương pháp dường như là bắt vít, bắt đinh, bắt đồ nẹp gì đó rồi, không cần bàn cãi nữa. Nhưng mà ở trong cái gãy liên mô chuyển thì người ta hiện tại tới bây giờ thì mặc dù có rất nhiều phương pháp nhưng mà ta cũng không thể xác định là thay khớp trong gãy liên mô chuyển có lợi hơn hay không có lợi hơn. Và chúng ta sẽ đi theo dõi một số cái nghiên cứu của các cơ sở y tế khác, hoặc là ở trong nước hoặc là ngoài nước. Tuy nhiên trong các khuyến nghị quốc tế thì kết lập xương vẫn được đề nghị để điều trị gãy liên mô chuyển xương đùi. Trong trường hợp không thể xem xét kết lập xương thì phẫu thuật thay khớp sẽ được thực hiện. Qua đây thì có một số cái khuyến nghị của hội chấn thương chương trình của Hoa Kỳ thì người ta sẽ đưa ra một số cái ca lâm sàng, và dĩ nhiên là không phải là nó chỉ có một cái tình huống đâu, nó rất nhiều tình huống. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào thì họ sẽ lựa chọn, thì chúng ta sẽ cho đấy, ví dụ như cái ca bệnh cảnh 13 cho quay lại phía trước. Bệnh cảnh lâm sàng số 13 đây, cái ca này ví dụ như một trường hợp bệnh nhân vào một gãy liên mô chuyển mà gãy mất vẩn, chức năng khớp thì còn tốt, yêu cầu sử dụng cao tức là bệnh nhân yêu cầu là phải đi lại, thấy không? Chụp phim X quang thì chúng ta đấy thấy có dấu hiệu là thoái khớp háng. Về vấn đề điều trị thì người ta sẽ thấy phân ra điều trị thì thay khớp háng toàn phần nè, thay khớp háng bán phần nè, đầu đinh nội tủy nè, thì chúng ta đinh nội tủy ngắn nè, có vít gỗ nè, vít trượt chống xoay nè, hoặc là cố định nhiều vít, thì người ta sẽ thấy ra là thay khớp háng toàn phần có thể phù hợp. Đặt ra vấn đề có thể phù hợp tức là một số cơ sở người ta vẫn áp dụng cái thay khớp háng, lý do là cái yêu cầu sử dụng cao, tức là thay khớp háng toàn phần thì yêu cầu sử dụng cao thì lúc đó là cái thoái hóa khớp nó có, nhưng mà người ta thấy vẫn còn đi lại tốt thì người ta cần phải thay. Chứ còn nếu mà chất lượng sống người ta dài, có thể là 15 năm ví dụ như vậy, thì người ta phải thay khớp cho nó kéo dài. Còn thay khớp bán phần thì người ta không có nghĩ tới trong trường hợp này. Đóng đinh nội tủy dài, tức là cái chu dài á, và vít chốt chậm cổ thì có thể phù hợp. Thì trong khi đó đóng đinh nội tủy ngắn và vít chậm cổ vừa phải thôi thì phù hợp nè, hoặc là vít trượt cộng vít chống xoay phù hợp, và cố định nhiều vít thì người ta thấy ít phù hợp, tức là người ta ít áp dụng và người ta thấy nó không hợp lý.
chúng ta thấy là một bệnh cận lâm sàng đó, khi người ta đưa lên, ta phân tích ra vừa mất vẫn nè, nhưng mà chức năng còn tốt, yêu cầu sử dụng cao, có dù dục, thì người ta thấy cả hai cái mà mình nên lựa chọn là đóng đinh nội tủy, tiết chậm cổ mà ngắn thôi, đóng đinh nội tủy ngắn thôi, không cần phải chui dài chỉ nó tốn kém, và chúng ta phải khoan xuống nó sâu nữa, và hai là viết trượt chốt trong xoài. Một bệnh cảnh số khác nữa là gãy liên mũ chuyển, bất vẩn luôn, liên máu vẩn, gãy liên mũ chuyển mà vẫn là chức năng khớp háng còn tốt, yêu cầu sử dụng cao, chưa có dấu hiệu thôi khớp háng, thì chúng ta cũng hai cái lựa chọn là đóng đinh nội tủy ngắn với viết chậm cổ và viết chậm cổ trượt và trống xoay. Thì hai cái lúc đó thì người ta không đặt vấn đề là thay khớp háng toàn phần luôn, đúng, tại vì nó gãy liên máu vẩn mà người ta đâu có cần. Bệnh cảnh số 19 thì một trường hợp là gãy liên máu chuyển mà không vẩn, chức năng khớp háng tốt, yêu cầu sử dụng cao, tức là phía sau khi mổ phải đi lại được, đã có dấu hiệu khớp háng, thì lúc đó người ta đóng đinh nội tủy dài với viết chậm cổ và đinh nội tủy ngắn viết chậm cổ, lúc đó là ưu tiên là cái đinh nội tủy, chứ còn người ta cái nẹp viết người ta không nghĩ tới, và thay khớp người ta cũng không nghĩ tới, tại vì là người ta thấy nó không có hiệu quả, tại vì nếu chúng ta mà thay làm nẹp viết thì nó vất vẩn, mà không vẩn rồi chúng ta làm thì nó trượt đi, nó không hiệu quả, thì đóng đinh nên là hiệu quả hơn. Bệnh cảnh khác đối với gãy liên mô chuyển mà không vẫn, chức năng khớp háng từ trung bình đến thấp, tức là yếu rồi, khớp háng thì kém rồi, nhưng đã có dấu hiệu thoái hóa khớp háng, thì người ta cũng là đóng đinh nội tủy và viết chậm cổ. Chúng ta thấy người ta lựa chọn đinh nội tủy, viết chậm cổ rất nhiều, đinh nội tủy dài, đinh nội tủy ngắn, tùy theo cơ sở, tùy theo từng ca một. Thì chúng ta qua trong đây là chúng ta thấy là nãy giờ tôi đưa ra một số cái bệnh cảnh lâm sàng, thì mình thấy là hầu như là người ta chọn là đóng đinh nội tủy ngắn hoặc là dài, tức là cái đinh dài hoặc ngắn thôi, còn viết nẹp viết thì viết trượt. Đấy, chúng ta thấy đây là những bệnh cảnh lâm sàng hồi nãy chúng tôi đưa ra rồi, từ 314 trở đi. Một số nghiên cứu trong nước thì chúng ta thấy số nước như của bác sĩ Tuấn ở bệnh viện Chợ Rẫy, rồi bác sĩ Phong, rồi từ 2023, từ nghiên cứu từ 2023 kia, tức là mười mấy 20 năm trước đây kia, ngày xưa là bệnh viện chấn thương chỉnh hình là các thầy là liên mô chuyển là phải cái lập xương, điều xương cái lập xương, nhưng mà sau này bắt đầu là người ta mới nghĩ tới chuyện đóng đinh, rồi bắt đầu là người ta chuyện nghĩ sau này người ta mới nghĩ tới chuyện thay khớp. Thì tất cả nghiên cứu càng về sau, đặc biệt là thay khớp về sau, thì chúng ta thấy là bệnh viện từ 2014 trở đi, thì 2017 trở đi, 2014 trở đi, thì chúng ta bắt đầu có cái thay khớp ở bệnh viện 115. Một số nghiên cứu khác cũng ở trong nước nữa, thì người ta thống kê giữa các đinh, rồi nẹp vít, rồi DHS và thay khớp lưng cực chu dài, thì chúng ta cũng thấy được là cái ở đây thì người ta không có nói rõ lên. Có một số cái chúng ta thấy phân độ là thấy A1 nè, khi mà A1, A2, A3 thì đa số thì người ta làm những trường hợp là vẫn, thì bắt đầu là đinh và nẹp vít là từ A1 hoặc là gãy vẫn, thì người ta thường áp dụng A2. Chúng ta thấy một cái nghiên cứu của tác giả Minh, bác sĩ Minh, thì ở thay khớp lưng cực chu dài, thì chúng ta thấy là cái phân loại gãy là A2 và A23, tức là gãy không có vẫn, gãy có mảnh, thì bắt đầu là người ta lựa chọn cái lưng cực chu dài rồi.
đề nghị các phương pháp của phẫu thuật cái đường bưu chuyển thì có những cái kiến nghị, thì nói đối với DHS thì người ta cho loại gãy là A1, A21, A22. Còn nếu mà từ A23 hoặc là A3 thì người ta không có xài cái DHS. Với điều kiện là vách xương còn tốt, tức là cái độ loãng xương của nó không đến nỗi phải nặng nề. Đối với đinh nội tủy phía chốt trọng cổ thì dùng cho loại A2 và A3. Đinh nội tủy ngang phía chốt trọng cổ còn thay khớp thì thường ở dùng nhiều cho người lớn tuổi, gãy A1, A2 và có cái bệnh lý thoái hóa khớp váng trước đó, tức là bệnh nhân là ở đây thì ta dĩ nhiên người ta phải có cái loãng xương rồi, chúng ta phải nói, phải nghiên cứu tới cái loãng xương, nó đưa vào, theo tôi nghĩ ta phải đưa vào cái loãng xương đó ở trong đây cho nó hợp lý. Còn nếu A3 mà nó, khi chúng ta đặt vấn đề A3 mà một số trường hợp mà đặt thay khớp A3, người ta không có thay khớp tại vì nó gãy thấp xuống dưới, thì khi chúng ta thay khớp chúng đóng cái đinh, mặc dù ta thay cái chui dài thì nó vẫn không có cái điểm tựa. Nó dễ sau này nó sẽ, cái chui nó sẽ bật vào cái thành xương và nó tì rồi mà gây thủng, gây biến chứng về sau khi bệnh nhân đi lại. Đây là một số cái hình ảnh của một số bệnh nhân gãy như cái A3 này. Đây, chúng ta thấy gãy mình chui gãy xuống cái thân xương luôn. Thì chúng ta đặt vấn đề đóng đinh, chúng ta đóng đinh phối hợp rồi cột chỉ thép này nọ, chứ chúng ta không có dám nghĩ tới vấn đề thay khớp ở đây. Bài báo cáo của tôi thì đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Có một số câu hỏi nữa thì nếu mà các thầy và các bạn vâng, có ý kiến thì cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Phan Ngọc Tuấn đã cho chúng ta một cái báo cáo tổng quan về gãy liên bấu chuyển xương đùi và cập nhật các cái phương pháp điều trị mới. Tôi tạm lát nữa mình sẽ có phần thảo luận, tuy nhiên tôi tạm tóm tắt lại một số ý để cho các anh chị, các thầy cô, các bạn đồng nghiệp dễ theo dõi hơn. Thứ nhất, gãy liên bấu chuyển xương đùi cũng là một cái gãy xương. Mà gãy xương thì luôn luôn có hai phương pháp điều trị, một là bảo tồn, hai là phẫu thuật. Phẫu thuật thì có cái phương pháp kết hợp xương, có nhiều phương pháp kết hợp xương như bác sĩ Tuấn nói, dùng cả nẹp vít, cũng đã đinh có chốt rồi đinh không chốt rồi nẹp vít, rồi thậm chí bó cả chỉ thép rồi xuyên kim tăng cường của vân. Và phương pháp thứ hai đó là hay áp dụng gần đây, đó là phương pháp thay khớp. Thế thì dựa vào cái gì để mà chúng ta điều trị bảo tồn hay chúng ta phẫu thuật? Trong phẫu thuật thì chúng ta kết hợp xương hay là chúng ta thay khớp? Thì như bác sĩ Tuấn đã trình bày đó, thì chúng ta tùy thuộc vào các cái yếu tố tạm gọi sau đây. Thứ nhất là chuẩn đoán phân loại gãy, mà hiện tại hiện nay người ta hay áp dụng nhất đó là cái phân loại theo IO, gãy vững hay không vững, A mấy để mà lựa chọn phù hợp. Cái thứ hai là các cái bệnh lý đồng mắt ở bệnh nhân, bệnh lý đi kèm đấy, hiện nay người ta hay gọi là bệnh lý đồng mắt. Thế thì các bệnh lý đồng mắt đi kèm là gồm những bệnh lý gì? Và trong đó đặc biệt là lưu ý vấn đề bệnh nhân có loãng xương hay không. Nếu loãng xương thì loãng xương nặng hay là loãng xương nhẹ hay là mức độ loãng xương trung bình. Và thứ ba đó là tùy theo hoàn cảnh của bệnh nhân, sinh hoạt trước đó như thế nào, môi trường sống hiện tại ra sao, nhu cầu thế nào. Và cái thứ tư đó là trong cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại của thầy thuốc, cơ sở y tế mà khả dĩ trong việc điều trị bệnh nhân, mà chúng ta lựa chọn ra phương pháp điều trị sao cho nó phù hợp nhất, tối ưu nhất. Chứ không có một cái bài toán chung. Tuy nhiên thì như bác sĩ Tuấn trình bày đó, chúng ta có cái những cái bảng, những cái guideline hướng dẫn mà chúng ta dựa vào đấy, nó là cái kim chỉ nam cho chúng ta lựa chọn phương pháp. Còn nếu phương pháp này không được thì mình sẽ lựa chọn những phương pháp khác. Nhưng qua cái bảng đấy, nó cho chúng ta biết là cái nên chọn cái gì, cái gì ưu điểm hơn và cái gì là nhược điểm và cái gì là tiên lượng nó như thế nào. Đấy thì đấy là một cái bài tổng quan chúng ta nắm được như thế trong vấn đề là có nghe rõ không ạ? Nghe rõ à? Alo, để giờ nghe rõ không bác sĩ Tuấn? Nghe rõ nhưng mà mới ngưng khoảng 5-7 giây thôi, rồi bây giờ nghe lại. Vâng vâng, tức là tóm lại thì vì dựa vào cái gì đấy thì chúng ta như thế. Thì lát nữa chúng ta sẽ phần bình luận sẽ có nhiều, tôi thấy ở đây rất nhiều
anh chị và các bạn đồng nghiệp đã gửi câu hỏi với bác sĩ Tuấn thì sẽ tiếp theo. Nhưng mà gần đây thì có vẻ phương pháp thay khớp háng bipolar chui dài ở bệnh nhân lớn tuổi gãy liên bố kiểu xương đùi mà có loãng xương nặng thì có vẻ có ưu điểm, đặc biệt là đối với những trường hợp chúng ta chỉ định đúng thì nó cho lại những ưu điểm. Ưu điểm đó là cái gì và tại sao gọi là một hướng đi mới? Thì tôi xin giới thiệu với các anh chị, các bạn đồng nghiệp cái bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Dương với tiêu đề là thay khớp bipolar chui dài ở bệnh nhân lớn tuổi gãy liên bố kiểu xương đùi có loãng xương nặng, một hướng đi mới hiện nay. Xin mời bác sĩ Nguyễn Minh Dương. Dạ, kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em đồng nghiệp, để tiếp tục chương trình thì em xin nói về chủ đề tiếp theo là phẫu thuật thay khớp háng bipolar chui dài ở bệnh nhân lớn tuổi có gãy liên bắp chuyển xương đùi và kèm theo loãng xương nặng. Thì cái tình hình chung của hiện nay thì cái mật độ dân số cũng tăng lên và thứ hai là cái vấn đề người lớn tuổi cũng bắt đầu cũng tăng lên, nên cái tin và thứ hai là cái đặc điểm của xương người lớn tuổi thì những cái bè xương và những cái thành phần trong đó thì rất là kém, nên chỉ cần một cái tác động thôi thì người ta có thể khi té thì người ta có thể bị gãy xương, và đặc biệt là cái vùng gãy xương ở vùng đầu trên xương đùi thì làm gây một những cái ảnh hưởng rất là lớn, thậm chí là ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình chăm sóc và những cái vấn đề về xã hội. Thì tổng quan về đặc điểm gãy đầu trên xương đùi thì dự đoán, theo dự đoán tỷ lệ sẽ tăng lên 37,7% tới năm 2031. Thì hơn 95% các bệnh nhân ở gãy liên bố chuyển thì có bệnh lý đi kèm. Và trong đó có 74,9% thì bệnh nhân có kèm mắc loãng xương nhiều mức độ khác nhau. Nên cái việc tầm soát và đánh giá loãng xương là rất là quan trọng khi bệnh nhân có bị gãy cái vùng xương vùng này. Thì giống như cái phần trình bày của bác sĩ Tuấn có nói trên thì cái việc kết hợp xương vẫn là cái lựa chọn ưa thích. Tuy nhiên, việc phẫu thuật ở những bệnh nhân lớn tuổi và kèm theo loãng xương và có nhiều bệnh lý nền đi kèm còn nhiều khó khăn và thách thức. Thì từ những năm 1980 thì phẫu thuật thay khớp trong điều trị gãy xương lớn bố chuyển đã được đưa vào và phát triển. Tuy nhiên thì nó vẫn còn hiện tại còn gây tranh cãi. Thì người ta cũng có nhiều đồng thuận là cái chỉ định được điều chỉnh phù hợp cho cái gãy xương vùng liên bố chuyển. Thì để thay khớp thì là do biến chứng muộn, không liền xương hoặc tình trạng viêm xương khớp do chấn thương kéo dài hoặc là bệnh nhân mới gãy xương có kết hợp với loãng xương nặng. Thì những bệnh nhân từ 80 tuổi trở lên thì có thì trước mổ có thể đi lại được, có khả năng chịu đựng được cuộc phẫu thuật thì cái phẫu thuật thay khớp một cái lựa chọn sớm giúp bệnh nhân đi lại được sớm hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như giải phóng bệnh nhân khỏi các cái lệ thuộc vào gia đình và cũng giảm người chăm sóc. Thì cái phân tích cơ sinh học thì cho thấy thì cái khớp chui dài thì giúp ổn định tốt hơn và phù hợp hơn để điều trị những cái gãy liên bố chuyển xương đùi ở người cao tuổi. Nếu cái vùng canca, những cái vùng xương cứng phía trong bị gãy thì có thể sử dụng chui dài để tăng lực bám của khớp nhân tạo. Và việc tiếp theo thì khi điều trị một cái phẫu thuật gãy liên bố chuyển xương đùi thì cái việc điều trị loãng xương kèm theo là một cái rất là quan trọng. Nên hai đó là hai yếu tố kết hợp với nhau. Thì trong cái nghiên cứu của tác giả Tây Quy Thê thì nghiên cứu một số lượng lớn bệnh nhân thì được điều trị thuốc chống loãng xương thì cho thấy cái tỷ lệ tử vong cho mọi nguyên nhân thấp hơn so với các bệnh nhân là không được điều trị, và thời gian điều trị dài hơn trên một năm cũng liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn. Liên quan với mật độ loãng xương và gãy xương thì theo cái nghiên cứu của tác giả Maso thì nếu mà giảm một đơn vị độ lệch chuẩn của cái mật độ xương vùng mật độ xương khoáng xương thì cái khớp háng thì làm tăng nguy cơ gãy xương vùng háng lên tới 2-3 lần. Thì tỷ lệ nó sẽ tăng lên nếu mà tiếp tục tăng 2 độ lệch chuẩn hơn nhiều hơn. Thì một cái chỉ số sinh tiếp theo là chỉ số sinh, thì trong đây thì có các cái chỉ số bè xương ở đầu trên xương đùi thì nếu mà cái chỉ số sinh mà dưới 3 thì người ta đánh giá là có loãng xương. Thì một cái phân loại của lòng chỉ của đo là một cái giúp cho các bác sĩ điều trị như phẫu thuật thì có thể đánh giá sơ bộ trước mổ, thì những cái tầng lòng chỉ đằng A thì là cái vỏ xương cũng tương đối dày. Cái đuôi thì nó nhọn, vòng dòng lòng tỉ đằng B thì nó nằm trung gian, tức là cái vỏ xương bắt đầu nó mỏng đi dần. Dòng lòng tỉ đo C thì cái vỏ xương mỏng, thì khi mình đánh giá một X quang thì mình thấy quyết định cái lòng tỉ thì nó phù hợp với những cái điều gì tiếp theo như thế nào. Còn một chỉ số tiếp theo là chỉ số độ dày vỏ xương, thì đo 10 cm từ cái máu chuyển bé xuống cái vùng phía dưới, thì cái chỉ số đo từ cái lòng tỉ và cái lớp vỏ phía ngoài của cái vỏ xương đùi, thân xương đùi, thì cái chỉ số A trên B, tức là chỉ số lòng tỉ chia chỉ số vỏ ngoài xương đùi,
Nếu mà nhỏ hơn 0,4 thì mình đánh giá cái loãng xương. Đây là những cái thông số giúp cho mình khi mình nhìn cái phim X-quang thì mình có thể đánh giá được những cái mức độ của cái vỏ xương và những mức độ loãng xương trên cái phim đánh giá. Thì để chuẩn bị trước phẫu thuật của một bệnh nhân có bị loãng xương kèm theo gãy đồ trên xương đùi thì cái việc đánh giá toàn diện bệnh nhân là rất quan trọng. Trong đó chú ý là các cái bệnh nền đi kèm, thường nãy cũng thống kê là tỷ lệ bệnh nền đi kèm rất là cao, 95%. Thì đặc biệt ở trong đây thì có cái bệnh lý suy thận và đặc biệt là chạy thận thì cái mật độ xương rất là thấp và thường loãng xương, vỏ xương rất là mỏng, khi mỏng như vỏ trứng, nên cái việc phẫu thuật cũng như là việc đặt dụng cụ vào rất là phức tạp và khó khăn. Vấn đề thứ hai là thể trạng của bệnh nhân, hay cũng như bệnh nhân, những bệnh nhân béo phì thì có cái nguy cơ mà nếu bệnh nhân loãng xương nặng thì những cái mức độ béo phì thì ảnh hưởng đến cái dụng cụ kết hợp, cái chịu lực thì có thể dễ những cái lún hoặc những cái tổn thương của gãy xương, những vít nó lõm ví dụ vậy. Và cái khả năng đi lại của bệnh nhân trước phẫu thuật, nên những cái vấn đề tai biến, những vấn đề về cái thoái hóa teo cơ cứng khớp trước phẫu thuật thì phải cần được đánh giá để quyết định phương án điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân. Việc thứ hai là mình phải đánh giá loãng xương, thì ở đây thì mình sẽ đo các mật độ xương rồi xét nghiệm canxi, vitamin D để đánh giá mức độ loãng xương thì từ nhẹ, nặng hay là mức độ rất là nặng thì để mình quyết định phương án điều trị. Để đánh giá gãy xương thì mình sẽ đánh giá được các cái loại gãy như thế nào, gãy phức tạp lại phân theo phân loại AO, ví dụ này lồng tủy như thế nào, rồi cái có mất xương như thế nào ha. Thì cái nguy cơ của một bệnh nhân loãng xương đối với phẫu thuật thay khớp háng thì thứ nhất là xương yếu thì sẽ gây ra tình trạng có thể lún quanh dụng cụ. Nên những trường hợp mà xương rất là loãng thì mình đóng những cái chui thay khớp háng mà đang làm những cái chui dài hoặc là những dụng cụ gắn xương thì khi mình chịu lực thì có nguy cơ thì cái độ ngắn chi nó sẽ xảy ra. Mình có thể phải xem xét tìm những tình huống mà mình phải chống đỡ như thế nào, những dụng cụ chống đỡ hoặc là hỗ trợ như thế nào để tránh bệnh nhân có tỳ xương sớm. Và những vấn đề thứ hai là có thể gãy quanh dụng cụ, thì có thể trường hợp này cũng là những vấn đề rất là nghiêm trọng. Thì nếu tình trạng bệnh nhân mất kết hợp xương hoặc những vấn đề điều lực nó không phù hợp thì có thể nó gây ra những cái gãy ở những vị trí khác, thì nó sẽ gây ra cái chuyện phức tạp hơn của cái điều trị và thậm chí có thể gây những biến chứng cho bệnh nhân do những cái biến chứng gãy xương đi kèm. Nên vấn đề rất là quan trọng và theo dõi chăm sóc sau mổ rất là quan trọng. Vấn đề thứ hai là thường là những cái trường hợp mà loãng xương nặng thì sẽ gây ra những tình trạng gãy xương rất phức tạp. Khi cái xương gãy thì nó rất là nhiều mảnh và nó tức là cái vỏ xương nó rất là mỏng, nên những cái nhiều khi mình có thể không thấy được. Trên cái phim X-quang thông thường là những cái vỏ xương nó mỏng, nó gãy rất là phức tạp. Một số trường hợp có thể phải dựng CT, chụp CT dựng hình để đánh giá được cái hình dạng gãy để quyết định trước mổ. Và những cái biến dạng có thể rất là nghiêm trọng. Có thể giống trường hợp này trên hình là nó gập góc mở vào trong, giống như nãy trường hợp là gãy rất là nặng. Và thứ hai là có thể gây cái cuộc mổ kéo dài do những cái vấn đề mà gãy xương nó rất nhiều mảnh trong đấy, thì cái việc phải tiên lượng những thứ nhất trước khi mổ. Vấn đề thứ ba là khi có loãng xương nặng thì sẽ gây tình trạng mất xương, thì đặc biệt là cái vùng đầu trên xương đùi thì cái chuyện mất xương là nó gãy rất là nhiều mảnh, thì khi vô mổ thì có thể những tình trạng cái xương nó rất là nhiều mảnh, những cái bè xương sốt có thể nó lún, nó dẹp hoặc là nó bị tổn thương trong đó thì nó vỡ nhiều mảnh, thì mình có thể khi mình lắp lại thì có thể cái hình nó không đủ cái số lượng xương trong đó. Thì khi như vậy thì sẽ có những cái khoảng trống mà máu tụ ở trong cái vùng khớp háng, thì nó có thể gây ra, nếu mình lấy quá nhiều xương, những cái mảnh xương nhỏ thì có thể nó sẽ gây ra cái tình trạng mà nó khuyết những cái chỗ đó mà nó máu tụ và rất là dễ nhiễm trùng. Còn nếu mình giữ lại những cái mảnh xương đó mình ghép lại thì đương nhiên là thì tùy tình huống, tại vì có những mảnh xương nếu mình ghép thì có thể nó không rơi vãi, nó có thể gây nó kẹt khớp ví dụ vậy. Thì và thứ về thứ hai thì nó sẽ gây những tình trạng mà khó gắn kết dụng cụ và xương, ví dụ như khi loãng xương nặng thì có thể gây ra những cái di động nhỏ hơn trong cái dụng cụ kết hợp xương, những di động nhỏ có thể theo thời gian kéo dài thì nó có thể gây ra những cái tình trạng mà không lành xương hoặc là di lệch thứ phát của những dụng cụ. Thì đây là những vấn đề quan tâm trước mổ. Thì về những cái giải pháp đưa ra thì em có một số giải pháp cơ bản, ví dụ thì trước mổ thì mình có thể giảm nguy cơ bằng những lập kế hoạch trước mổ. Thì cái việc lập kế hoạch trước mổ thông qua những cái đánh giá toàn diện bệnh nhân và những yếu tố, những hình dáng gãy xương để mà quyết định cái phương án điều trị, và đương nhiên là cái việc mà giải thích cho gia đình trước mổ và cái chăm sóc sau mổ khi mình quyết định một cái phẫu thuật thì rất là quan trọng để người ta gia đình hợp tác, và cái đó là quyết định thành công của phẫu thuật. Thứ hai là cái việc chọn dụng cụ phù hợp, thì có thể một số trường hợp phải chụp hình CT để đánh giá hoặc là những cái lồng tủy, những cái mức độ gãy xương để mình quyết định cái phương án phù hợp nhất. Không có một cái dụng cụ nào gọi là hoàn hảo, nhưng mà đương nhiên thì khi mình có một cái hình giải phẫu hoặc là một cái dựng hình hoặc là một đánh giá toàn diện về cái hình dáng gãy xương thì có thể mình quyết định cái phương án dụng cụ nó phù hợp hơn.
thứ hai trong mổ thì thứ ba là trong mổ thì có thể cái thao tác mình nó phải tương đối nhẹ nhàng, đặc biệt là các cái lúc mà cũng như là đóng chui hoặc là khi mình nắng khớp háng thì nó rất là dễ cái tình trạng mà nó gãy thứ phát, nên những cái thao tác thì phải rất là nhẹ nhàng. Và đương nhiên những cái thao tác này thì đương nhiên phải cần một đội ngũ và những cái có những phẫu thuật viên kinh nghiệm, thì những cái thì quan trọng thì để người ta quyết định khi những ai nắng thì nắng như thế nào, động tác như thế nào, thì hỗ trợ phối hợp với nhau tốt để tránh tình trạng gãy xương thứ phát. Và vấn đề cuối cùng là nếu mà cần thiết thì có thể phải chuẩn bị một số xương ghép, ví dụ vậy thì trong mổ thì có thể nếu nó khuyết hụt những vị trí mà nó yếu hoặc nó dễ xoay thì có thể phải sử dụng những cái xương ghép, thì có thể lấy từ chõm hoặc những cái mảnh gãy gì đó thì mình có thể mình đưa vào những vị trí đó, hoặc là xương ghép đồng loại thì để mình chèn vào những vị trí mà có thể nó yếu, trọng yếu để nó xoay, khiến nó xoay cái khớp nhân tạo. Đây một số hình ảnh về thay khớp háng bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân 91 tuổi với độ xương rất là thấp, âm 3.8, thì gãy đầu trên xương đùi thì bệnh nhân cũng được thay khớp háng, thì sau đó thì phục hồi chức năng cũng tốt. Bệnh nhân thứ hai nữ 77 tuổi thì gãy xương với mật độ đầu là 2.8/2.8 thì cũng được kết hợp xương và nếu các cái máu chuyển thì sau mổ thì kết quả bệnh nhân tập đi xương rất là sớm, phục hồi chức năng tốt. Bệnh nhân thứ ba là bệnh nhân này cũng rất là đặc biệt, thì bệnh nhân này có tới mấy 66 tuổi nhưng mà suy thận, đang chạy thận và mật độ loạn xương rất là nặng, xương gần như là chỉ thấy trên phim là giống như là tờ giấy hay vỏ trứng, nên quá trình mổ phẫu thuật rất là khó khăn khi đóng, nên khi đặt một cái khớp háng nhân tạo vào và sau đó bệnh nhân này thì đi lại tốt. Và đương nhiên bệnh nhân này gãy cũng nhiều lần cái khớp, đương nhiên là nó có những vấn đề về thoái hóa được trước đó do những vấn đề bệnh lý đi kèm. Thì về việc thay khớp háng chiều dài bệnh nhân loãng xương nặng thì ở Việt Nam thì cũng có tác giả Trần Trung Dũng năm 2019 thì có theo dõi 35 bệnh nhân lớn tuổi có loãng xương nặng bị gãy liên quan chuyện xương đùi không vững tại A22 và A23 theo AO, thì được thay khớp háng bán phần chiều dài không xi măng. Thì cái điểm risk khớp háng 6 tháng, thời gian theo dõi là 6 tháng sau phẫu thuật thì tương đối cao là 90.4% là thỏa mãn. Thì trong đó là 62.8 bệnh nhân là không đau và 85.7 bệnh nhân là đi lại không cần dụng cụ hỗ trợ, thì cho thấy cái việc mà đi lại và tự lập của bệnh nhân là rất là lớn để giảm gánh nặng cho gia đình. À, tác giả thứ hai, tác giả UC và cộng sự thì theo dõi 277 bệnh nhân lớn tuổi có loạn xương nặng bị gãy liên quan chuyện xương đùi không vững cũng loại A22 và A23 theo AO, thì được thay khớp háng bán phần chu dài có xi măng. Thì thời gian phẫu thuật tương đối ngắn, thì trung bình khoảng 43.2 phút, ca nhanh nhất thì trong vòng 21 phút. Lượng máu mất thì trung bình khoảng 1 đến 2 đơn vị, là trung bình là khoảng 225.8 ml. Không có nhiều. Bệnh nhân sau 3 ngày, trung bình là 3 ngày là có thể đi nạn lại. Và thời gian nằm viện thì trung bình cũng ngắn, khoảng 12.3 ngày. Và thời điểm 1 năm sau phẫu thuật thì điểm high risk của khớp háng thì tương đối tốt, khoảng 90.3. Thì cái việc thứ hai là việc có xi măng hay không có xi măng, thì tác giả Dennis và cộng sự thì so sánh hay nhóm thay khớp háng bán phần với gãy liên quan chuyện có và không có xi măng. Thì kết quả thì cái điểm high risk của khớp háng thì ở nhóm có xi măng thì cao hơn ở nhóm không có xi măng. Thì tuy nhiên cái tỷ lệ biến chứng trong và sau phẫu thuật của nhóm có xi măng cao hơn. Thì tác giả cũng khuyến cáo là cái việc thay khớp háng bán phần không xi măng và chu dài thì để cố định phần dưới xương đùi là phù hợp trong trường hợp gãy liên quan chuyện. Thì việc thứ hai là việc theo dõi sau phẫu thuật, thì các vấn đề tiếp theo khi cái cuộc phẫu thuật đã tiến hành thuận lợi rồi thì việc tiếp theo là phải điều trị nội khoa và những vấn đề đi kèm cho bệnh nhân. Thì trong đó cái vấn đề điều trị loãng xương là cũng rất là quan trọng, thì mình phải điều trị các yếu tố nguy cơ của loãng xương, những cái bệnh lý, những thuốc mà có thể gây loãng xương ta đang dùng có thể ngưng, hoặc là những điều trị những bệnh lý gây loãng xương và những thuốc điều trị loãng xương có thể được áp dụng trong giai đoạn này. Và cái việc thứ hai rất là quan trọng là cái việc phục hồi chức năng sau mổ, thì có phải có sự hỗ trợ vận động và giáo dục vô sống cho bệnh nhân và gia đình, có thể thay đổi những cái sinh hoạt, những thói quen đi cầu đi tiểu tiện hoặc những thói quen sinh hoạt của người ta để tránh những cái tổn thương hoặc là thứ phát hoặc là gãy xương lại sau mổ. Thì cái việc thứ ba là phòng ngừa tái phát gãy xương, thì phải cái vấn đề phòng chống té ngã là rất quan trọng và phải có thể phải phối hợp mô hình đa chuyên khoa, vì khi bệnh nhân có thể đi lại sau xuất viện, nhưng mà nếu bệnh nhân té hoặc là một chấn thương mà gãy xương lại hoặc là người nhà vận động sau đó mà gãy lại thì rất là nguy hiểm và nó là một biến chứng cũng rất là lớn. Thì cái việc điều trị loãng xương sau phẫu thuật, thì các tác giả Maywan thì có nghiên cứu 4 nghiên cứu lớn, thì về mối quan tâm mối liên quan giảm tiêu xương quanh dụng cụ và Risedronat, thì tác giả kết luận là việc điều trị Risedronat thì có liên quan đến việc cải thiện đáng kể cái mật độ xương quanh khớp nhân tạo mà không gia tăng các tác dụng phụ được quan sát thấy. Và cái việc liệu trình acid hyaluronic acid truyền chỉnh mạch hàng năm làm giảm 35% nguy cơ gãy xương thứ cấp, mà là giảm tỷ lệ tử vong tới 28%.
Thì một số nghiên cứu khác về các cái thuốc chống loãn xương thì cũng có ghi nhận là tăng gần gấp đôi thời gian sống sót của khớp nhân tạo. Một số nghiên cứu thì kèm theo thì cái phát hiện công bố tạp chí mới đây là của Lancet Rheumatology thì điều trị denosumab thì tiêu diệt khoảng 90% tế bào hủy xương ở bệnh nhân thay lại khớp háng. Thì cái việc hỗ trợ đi lại rất quan trọng, thì trong đó phải phối hợp giữa nhân viên y tế, người nhà và cái sự hợp tác và thấu hiểu của bệnh nhân. Thì nếu những bệnh nhân thay khớp thì sau mổ chu dài và loãng xương nặng thì đương nhiên cái việc chống đỡ và có dụng cụ hỗ trợ là rất là quan trọng. Và thứ hai là có cái giống như những bà cụ này là có người hỗ trợ khi bệnh nhân di chuyển từ xe lăn đứng lên thì có người nhà hỗ trợ tới hai người lận. Thì cái việc quan trọng cũng tiếp theo là cái việc hạn chế té ngã, thì cái việc tuân thủ điều trị thuốc loãng xương là quan trọng để tránh tình trạng mà cái tình trạng loãng xương tiến triển. Rồi bệnh nhân có thể tập các bài tập chịu tải lên xương, rồi sửa đổi để giảm nguy cơ té ngã trong nhà, kiểm soát thú nuôi, tránh mà chạy lung tung có thể gây ảnh hưởng đến người già, và lựa chọn những cái giày dép phù hợp tránh trơn trượt. Đây một số thay đổi giống như là dọn dẹp các cái dụng cụ trong nhà cho phù hợp gọn gàng. Rồi những chỗ tối thì có thể phải thắp sáng nhưng để đi vệ sinh, hoặc những nhà vệ sinh thì có những cái tay hỗ trợ chống đỡ để tránh nguy cơ té ngã. Thì cái mô hình chăm sóc thì cần các mô hình thích hợp và đa chuyên khoa, thì có các đơn vị chỉnh hình, chỉnh lão khoa, đơn vị loãn xương và chỉnh hình, các đơn vị kèm theo. Thì sức mạnh của các mô hình đa chuyên khoa là khả năng chúng được thực hiện bối cảnh hệ thống tổ chức và lâm sàng rất là khác nhau. Thì cái để tránh tình trạng mà bệnh nhân có thể bị nguy cơ té ngã cao hơn và ảnh hưởng đến cái kết quả phẫu thuật của mình. Thì một cái vấn đề quan trọng tiếp theo là vai trò của điều dưỡng có chuyên môn, đặc biệt là điều dưỡng người ta có thể tập những cái biết về tập vật lý trị liệu sau mổ, đặc biệt là chuyên về thay khớp háng và là cũng có kiến thức chuyên môn về loãng xương, những trường hợp gãy xương nặng thì rất cần thiết để bệnh nhân sau mổ có thể quay lại sinh hoạt tốt. Thì tóm lại là khi quyết định phương pháp điều trị gãy xương cho gãy liên mô chuyển thì một số yếu tố phải được xem xét, thì như là loại gãy xương, tuổi và tình trạng sức khỏe, độ mức độ nặng của loãng xương. Thì theo tác giả cũng khuyến cáo thì chỉ cần không có chống chỉ định tuyệt đối với phẫu thuật, tức là bệnh nhân có thể phẫu thuật được, thì việc phẫu thuật và phục hồi chức năng càng sớm là càng tốt, là phù hợp. Nên cái việc giải phóng bệnh nhân khỏi giường và đi lại sớm là giúp cho giảm thiểu các nguy cơ và biến chứng sau này. Và phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe thầy cô và các anh chị. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Dương đã cho chúng ta một cái nhìn về vấn đề thay khớp bipolar chu dài ở bệnh nhân lớn tuổi, trong trường hợp những bệnh nhân mà gãy liên mô chuyển xương đùi có loãng xương nặng. Thì chúng ta đã thấy rằng bài báo cáo trên thì cũng nó có một số điểm tôi nhận xét một số điểm tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là hầu hết là những cái gãy lưng mô chuyển mà để chúng ta thay khớp háng chu dài thì thường ở gãy ở về phân độ gãy là gãy ở A22, A23, tức là gãy mà gãy tương đối là phức tạp và gãy cao mảnh. Trong cái bài báo cáo này thì chúng ta không thấy A1, cũng không thấy A3. Đó là vấn đề thứ nhất. Thì theo tôi nghĩ là chúng ta cũng phải nó cũng phù hợp với cái bài báo cáo của tôi lúc nãy, thì chúng ta một số tác giả thì người ta cũng không khuyến cáo ở những trường hợp mà cái liên mô chuyển mà A3 hoặc là ở M1 thì nó gãy đơn giản, chúng ta thay khớp thì chúng ta là không phải. Thứ hai nữa là bài báo cáo Dương chúng ta cho chúng ta thấy vấn đề loãng xương ở những bệnh nhân mà lớn tuổi kèm theo gãy phức tạp, thì chúng ta áp dụng gãy liên mô chuyển trong cái gãy liên mô chuyển thì chúng ta thay khớp thì là một trong những mà cái phương pháp mà chúng ta lựa chọn cuối cùng, chúng ta không còn có thể đóng đinh, không thể nẹp vít nữa thì buộc lòng chúng ta phải thay khớp. Tại vì mình cũng phải trả lại cho bệnh nhân cái vận động giống như là trước khi gãy. Nhưng mà chúng ta phải thấy rất khó khăn. Khó khăn chúng ta sau khi mổ xong
phải cần có những người phụ, có những người để hỗ trợ bệnh nhân trong những vấn đề đi lại, đặc biệt là vấn đề phục hồi chức năng. Các trợ cụ như thế nào phục hồi chức năng cho đúng thì là một vấn đề rất là phải là cực kỳ quan trọng để mà hỗ trợ cho bệnh nhân tiếp tục đi lại đến khi lành xương, để mà sau này là bệnh nhân có thể tự, không phải là cần sự hỗ trợ nhiều, một lúc là 2-3 người thì nó cho rất được, chỉ có sau khi mổ một thời gian thì bệnh nhân, nếu bệnh nhân phục hồi được, bệnh nhân đi lại được, sức cơ được, tốt được thì bệnh nhân sẽ đi được. Đặc biệt chúng ta cảnh báo nữa là vấn đề té ngã sau phẫu thuật là một vấn đề chúng ta cần rất quan tâm. Tại vì chúng ta biết khi bệnh nhân có một cái khớp háng nhân tạo mà nếu mà té ngã thì là cái vấn đề không đơn thuần là chỉ gãy xương đơn thuần, mà gãy xương mà kèm theo có dụng cụ thì chúng ta lựa chọn phương pháp để mà phục hồi lại cho bệnh nhân gãy xương mà có dụng cụ nhân tạo thì rất nan giải. Nhiều khi chỉ làm tạm bợ, và chúng ta nhiều khi nhiều trường hợp ở đây, nhiều trường hợp nếu mà các bạn làm chấn thương chỉnh hình thì các bạn sẽ thấy nhiều trường hợp chúng ta không biết làm thì sao, dùng từ bó tay thì cũng có thể, nhưng mà nó không bao giờ mỹ mãn được đó. Nên làm sao làm tránh hạn chế té ngã. Một trong những lý do đó mà ngày xưa khi chúng ta đặt vấn đề cái đập xương nẹp vít thì chúng ta phải khuyến cáo bệnh nhân tháo dụng cụ ra khi nó không còn chức năng. Ví dụ như bây giờ đặt một cái dụng cụ để mà kết hợp xương, khi mà chúng ta chụp phim X-quang theo dõi hàng tháng, từ 3 tháng 6 tháng, mà nếu mà thấy can xương không còn thấy đường gãy, buộc lòng lúc đó chúng ta phải nên tháo dụng cụ ra. Nếu chúng ta để dụng cụ ra, để dụng cụ đó, bệnh nhân nghĩ là để dụng cụ đó sẽ chắc chắn hơn, đó là một sai lầm. Nếu mà có một chấn thương mà để té ngã trên bệnh nhân có dụng cụ kết hợp xương thì cái tổn thương về mặt xương á nó sẽ nặng nề hơn đối với một cái gãy xương mà không có dụng cụ kết hợp xương. Vì như thế nên, nhưng mà khi chúng ta đặt vấn đề là ở những bệnh nhân mà chúng ta đã gắn khớp nhân tạo vào rồi thì chúng ta đâu tháo ra như là trong trường hợp kết hợp xương thông thường, thì lúc đó chúng ta phải khuyến cáo cho bệnh nhân là không được té ngã, hạn chế té ngã. Đó là một trong những cái mà cũng là rất là trăn trở. Thực sự cái té ngã nó ngoài ý muốn, nhưng mà các cái hỗ trợ sau là chúng ta là tránh đi trong nhà hoặc là những nơi công cộng, lúc nào cũng phải có những cái đồ viện cho người lớn tuổi nè, xe cũng phải có nè, trong nhà cũng phải có nè, toilet, đặc biệt là toilet ở phòng tắm, giường ngủ để bệnh nhân đi lại. Rồi trong nhà thì phải hạn chế những chỗ trơn trượt nè, đèn là phải sáng, chứ không vô nhà mà mắt của bệnh nhân á thì là thị lực là kém rồi, lớn tuổi thì lực kém rồi, mà chúng ta là tiết kiệm điện rồi tắt bật thì lúc đó là nhiều khi là chúng ta ở những nhà những các cụ lớn tuổi thì điện hành lang cũng phải có, điện toilet cũng phải bật sẵn cho các cụ. Chứ còn nên là cái vấn đề mà những người thân nhân mà có những cái người bệnh hay là người nhà của mình mà có dụng cụ kết hợp xương hoặc là có khớp nhân tạo trong người thì chúng ta phải rất thận trọng trong vấn đề té ngã. Thì qua hai cái bài báo cáo trên á thì tôi cũng thấy có một số cái câu hỏi để cho tôi coi, tôi xin đọc có một số câu hỏi. Có một số cái câu hỏi như thế này. Những câu hỏi đây là
Câu hỏi không biết là cho tôi hay là cho bác sĩ Dương đây. À, câu nói nơi này thì chắc là cho bác sĩ Dương quá. Có một câu hỏi là tất cả các bệnh nhân loãng xương nặng có gãy liên mô chuyển đều phải thay khớp chu dài phải không? Chắc là hỏi tôi. Xin cảm ơn cái câu hỏi của các bạn đồng nghiệp. Thì chúng ta biết rằng là bệnh nhân loãng xương mà có gãy liên mô chuyển, thật sự là chúng ta nói vấn đề thay khớp chu dài không phải, nãy chúng ta qua hai báo cáo này chúng ta thấy là không phải là cứ loãng xương hoặc là chúng ta phải thay khớp chu dài, tùy vào cái phân độ gãy nữa. Ví dụ như loãng xương mà nếu mà gãy A1, phân độ là A1 hoặc là A21 thì chúng ta cũng có thể, thấy không, phương án lựa chọn chúng ta cũng có thể sử dụng đóng đinh nội tủy cổ ngắn hoặc là cổ dài nếu mà chui dài. Nếu mà loãng xương nhiều thì chúng ta có thể đóng đinh nội tủy chui dài, còn nếu mà xương hơi khá một tí thì chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta khi chúng ta bắt một cái vít á vào, ta khoan vào là chúng ta đánh giá, mặc dù T-score hoặc là đánh giá trước trước khi chúng ta phẫu thuật thì chúng ta đã đánh giá cái tình trạng là loãng xương bằng là đa số bây giờ là dùng T-score để đánh giá có loãng xương hay không. Ví dụ như dưới âm 250 thì chúng ta là đánh giá là loãng xương thì chúng ta sẽ lựa chọn kết luận là bệnh nhân có loãng xương. Nhưng mà khi chúng ta khoan vào thì chúng ta sẽ đánh giá được là cái xương nó thực sự nó loãng ở mức độ nào, thì chỉ có phẫu thuật viên là người mà đánh giá một cách trung thực nhất, chứ còn máy móc thì cũng là tin tưởng đó nhưng mà không phải là tuyệt đối, theo tôi nghĩ như thế. Thì cái câu hỏi này thì tôi cũng xin tạm trả lời cho các bạn là không phải là tất cả các trường hợp cứ gãy liên mô chuyển một cái loãng xương là thấy khớp. Các bạn chú ý như thế. Các câu hỏi thứ hai là việc kết hợp xương máu chuyển lớn và máu chuyển bé bị gãy như thế nào? Cái câu hỏi này là hình như là có bác sĩ Dương không? Bác sĩ Dương có... Để phần thay khớp háng chu dài thì trong đây thì có một phần khớp xương máu chuyển lớn bé, thì nếu mà trong trường hợp mình thay khớp chu dài á, thì khi mà cái máu chuyển lớn máu chuyển bé bị gãy thì đương nhiên cái chuyện kết hợp xương thì có thể dùng những cái phương tiện cụ như sỉ thép hoặc là đinh. Cũng theo các giải UC thì cũng có dùng chỉ tiêu để mà đính lại các cái máu chuyển. Đương nhiên cái việc chịu lực của khớp thì nó theo cái cơ chế của vận động khớp, khi mình kết hợp cái máu chuyển lớn và bé lại vẫn thì kết quả nó cũng mang kết quả tốt hơn. Như này nó có thể dùng các chỉ thép hoặc đinh hoặc là cái chỉ không chỉ tiêu để néo lại các cái máu chuyển. Em xin nói. Tôi xin bổ sung cho cái câu hỏi của câu trả lời của bác sĩ Dương. Thực sự chúng ta cái vấn đề kết hợp xương ở máu chuyển lớn máu chuyển bé thì trong khi chúng ta mổ mà chúng ta thay khớp, đối với chúng ta làm đây là vấn đề thay khớp đấy, câu này của mình thay khớp thì dĩ nhiên là chúng ta phải cố gắng giữ lại làm sao mà trả nó về cái vị trí ban đầu của nó, tức là vị trí giải phẫu của nó đó. Cố gắng khi chúng ta đặt cái khớp vào chúng ta giữ được cái máu chuyển lớn, đặt giữ được máu chuyển bé, nhưng mà nếu mà nó chúng ta giữ được thì chúng ta cố gắng giữ, còn một số trường hợp giữ không được, nếu nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề là chúng ta không cố định được, tức là khi chúng ta đặt cái khớp vô mà các cái mảnh xương nó không thể giữ lại được thì chúng ta cũng không nên cố giữ lại.
Tại vì khi nó giữ lại được, nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề cái mảnh đó nó sẽ rơi vào chỗ nào chúng ta không biết được. À, nên chúng ta phải chú ý như vậy. Thì chỉ có một cái đó thôi. Nếu mà chúng ta đảm bảo được là cái chỗ, cái mảnh xương chúng ta cố định được, hoặc là chúng ta, nếu chúng ta cố định được mà chúng ta cố định không vững chắc, thì sau đó mình khuyến cáo bệnh nhân là phải bắt động thêm một số thời gian nữa để cho nó lành các mảnh đó. Thì nếu được như vậy thì được. Còn nếu không, chúng ta cho bệnh nhân vận động sớm, hoặc là chúng ta ở những vị trí mà nó dễ vào khớp thì chúng ta cũng không nên, cho nó kẹt khớp như thế thì rất là rắc rối. Có một câu hỏi thứ ba nữa là có cần phải kiểm tra ở màng tăng sáng để chắc chắn chui vào lồng tủy hay không? Câu này chắc là hỏi với bác sĩ Dương. Chúng mời bác sĩ Dương. Để trả lời hỏi thì em, trong trường hợp khi mình đóng một cái chui vào lồng tủy thì đương nhiên thì cái việc chắc chắn, để chắc chắn thì mình phải bộc lộ rõ ràng cái chỗ mà dự định chui nó sẽ vào, thường là cái đường gãy mà dưới nó. Thì cái thường cái thân xương đùi nó di lệch cũng khá nhiều, hay xuống dưới hoặc là nó xoay, thì khi đó mình phải đánh giá chắc chắn là cái lồng tủy xương đùi. Thì khi mình mở đến cái vùng vị trí đó là mình thấy rõ cái vị trí lồng tủy, thì có thể mình đưa cái chui vào và mình khoan, mình do, lúc mình do thì cái người phụ chân này nọ thì người ta cảm giác cái do đó nó có lực thì nó vào lồng tủy. Thì đương nhiên cũng để chắc chắn thì cái chuyện mà sử dụng siam để kiểm tra lại là cũng một cái chuyện cần thiết. Nếu mà có điều kiện thì có thể mình chắc làm siam là chắc chắn nhất. Em xin hết. Tôi cũng xin câu hỏi này thì cũng tương đối hay, hỏi về kỹ thuật thì tôi cũng xin có một số cái ý kiến để mà bổ sung cái câu trả lời của bác sĩ Dương. Thì thật sự các bạn biết rằng khi mà chúng ta mổ thì cũng không phải chúng ta bộc lộ hết toàn bộ đâu, chúng ta đã thấy hết người gãy mình liên mối chuyện mà chúng ta bộc lộ xuống tới tận cái cùng phía dưới luôn ở thân xương đùi á, để chúng ta thấy được là chúng ta có phải vào lòng tủy không vào lòng tủy á. Thì điều đó hầu như ít ai làm lắm. Về mặt kỹ thuật, các bạn muốn biết vào lòng tủy hay không thì trước khi bạn do, tức là bạn dùng đồ dụng cụ để bạn do rộng lòng tủy để bạn đặt stent vô thì bạn phải có cái động tác thứ nhất là bạn khoan. Khi bạn khoan vào lòng tủy thì nó sẽ, khi khoan vào lòng tủy thì sẽ có tủy xương nó trào ra. Và tủy xương trào ra thì chắc chắn là vào lòng tủy. Đó điều đó chắc chắn. Nên không cần phải kiểm tra. Nhưng mà có một số trường hợp cũng nên kiểm tra. Ví dụ như nó vỡ cái đường gãy, nó nứt xuống phía dưới mà chúng ta không biết được. Thì chúng ta do vào lòng tủy rồi, thấy tủy xương trào ra rồi, nhưng mà nếu mà mình đặt stem vô, mình đóng vô có thể nứt bể cái đó, thì có thể stem lúc đó ở phía trên đó là vô lòng tủy nhưng mà xuống dưới nứt chui ra ngoài lòng tủy. Có cái này là không phải mình dùng siam để mà mình kiểm tra nó vào vòng lòng tủy không, vào lòng tủy không, không cần phải dùng siam, phải dùng một khẳng định một cái như vậy đó. Lòng tủy không phải dùng siam, nhưng mà chúng ta phải đánh giá trước mổ là chúng ta phải đảm bảo là chúng ta đường gãy chúng ta đi tới đâu. Quay lại cái bài báo cáo của tôi sẽ có một cái hình ảnh mà chúng ta thấy, chúng tôi phải làm dựng hình đấy. Dựng hình là chúng ta làm dựng hình để thấy các mảnh gãy nó gãy như thế nào. X quang thì chúng ta sẽ thấy được là đường gãy, nhưng mà tới cái đoạn mà đây cái này thì chúng ta sẽ thấy nếu mà chúng ta không có cẩn thận á. Cái đây thì nó nhìn thấy nó bể rồi á, thì chúng ta sợ rồi đúng không? Thì
thực sự khi chúng ta đặt cái khoan để vào lồng tủy, nó để nếu chúng ta dựa vào thành sau thì nó dễ bị chọc. Nếu ta dựa vào thành trước á thì ta đi vào thành trước, ta đi xét vô ôm vô, nhưng mà chúng ta phải lúc này phải bóc tách tới cái đoạn mà cuối á, chỗ nứt á, sau đó chúng ta phải cột lại. Thì lúc nó mới hồng, chúng ta phải cột lại trước, sau đó còn cột lại trước đảm bảo rồi chúng ta bắt đầu mới do. Thì cái này thì về mặt kỹ thuật thì câu hỏi này thì không hỏi nhiều về mặt kỹ thuật, nhưng mà tôi mạng phép xin nói trình bày cho các bạn một số vấn đề như thế. Đây nó thiên về kỹ thuật, nhưng mà một câu hỏi chỉ đơn thuần là do lòng tủy thì có cần ấy, thì tôi nghĩ thì không cần. Do lòng tủy thì không cần phải dùng xe nha. Xin cảm ơn. Có một số câu hỏi. Một câu hỏi này là gãy liên mô chuyển có nên thay không, phải con đây bị trùng lại rồi. Câu hỏi thứ hai là bệnh nhân gãy liên mô chuyển A3 nên làm nẹp hay đóng đinh? Thì chúng ta qua cái bài báo cáo của tôi trình bày cũng có rất là nhiều nghiên cứu. Người ta cũng có nhiều cái bệnh cảnh lâm sàng đó, thì tôi cũng đưa ra một số bệnh cảnh lâm sàng đó, thì người ta cũng khuyến cáo rằng là đối với A3 thì nên đóng đinh hoặc là nẹp tít, nhưng người ta không khuyến cáo là A3 thì người ta không khuyến cáo thay khớp. Bệnh nhân nên nẹp hay đóng đinh thì cả hai đều có thể sử dụng được các bạn nhé. Cả hai, nếu mà nó A3 thì người ta nói là nẹp tít cũng được mà đóng đinh cũng được, nhưng mà người ta không khuyến cáo làm nẹp DHS nha. DHS thì đối với đường gãy nghịch thì người ta không khuyến cáo. Người ta đối A3 thì người ta khuyến cáo DCS. Có một câu hỏi nữa là bệnh nhân gãy liên mô chuyển có kèm theo loãng xương, nên truyền loãng xương sau mổ hay trước mổ? Hôm nay chắc là mời bác sĩ Dương. Dạ, thì vấn đề điều trị loãng xương thì cũng theo các chỉ định của thuốc loãng xương thì không phải trường hợp nào thì mình cũng có thể truyền được. Ví dụ những bệnh nhân mà chức năng thận kém, hoặc là những bệnh nhân mà có những vấn đề thiếu hụt điện giải, hoặc là những vấn đề mà hoặc là đang sốt, hoặc có những vấn đề mà đang điều trị nội khoa mà chưa ổn định, thì đương nhiên cái việc điều trị loãng xương là chưa thể đặt ra. Còn đương nhiên sau mổ khi đặt một trường hợp mà bị gãy xương và khi nằm viện rồi, thì nếu mình có thể truyền được trong cái đợt nằm viện được, nếu trước đó người ta chưa truyền thì điều trị loãng xương thì cái chuyện đó là cũng có thể tốt, nhưng đương nhiên phải đợi thời gian cái thời vết mổ nó ổn định. Và cái chuyện không đánh giá nguy cơ nhiễm trùng thì khi truyền loãng xương vô thì có thể bệnh nhân sốt, những bệnh nhân thay đổi những sinh hiệu, nhiều khi mình nhầm lẫn là khó mà phân biệt được cái nhiễm trùng hoặc là cái thay đổi về cái viêm sau mổ. Thì nên cái qua cái thời điểm nó an toàn thì cái chuyện nó không gấp gáp, nhưng mà nếu mà truyền được cho một đợt thì cũng tốt, nhưng mà phải đợi cái thời điểm an toàn và nội khoa bệnh nhân ổn định mình có thể điều trị loãng xương cho bệnh nhân. Xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Dương. Thì, theo tôi thì tôi cũng có một vài ý kiến. Chúng ta biết rằng chúng ta điều trị loãng xương không phải điều trị loãng xương vô là bệnh nhân hết loãng xương. Chúng ta phải truyền thuốc vô trước mổ cái là bệnh nhân hết loãng xương, hay là chúng ta truyền sau khi mổ xong ta truyền cái thuốc loãng xương, hoặc là chúng ta cho bệnh nhân uống thuốc ngừa xương là cái xương nó tốt, không phải vậy. Nên cái vấn đề chúng ta nên điều trị loãng xương, tức là chúng ta phải có một cái kế hoạch. Nếu bệnh nhân có loãng xương, sau khi chúng ta đặt vấn đề can thiệp phẫu thuật, lựa chọn phương pháp mổ, lựa chọn dụng cụ, sau đó chúng ta phải điều trị loãng xương lâu dài. Bản thân loãng xương làm điều trị lâu dài thì chúng ta phải điều trị lâu dài. Ngay cả chúng ta truyền thuốc ngừa xương để mà một năm truyền một lần đi, nhưng mà chúng ta phải bổ sung canxi thường xuyên, bổ sung dinh dưỡng thường xuyên, thì lúc đó là mới hồng
xương nó mới phục hồi được, khoáng nó mới vào được, canxi vào được, khoáng nào xương xương nó mới chắc lên. Đâu phải là nó đùng đùng chúng ta truyền loãng xương hay chúng ta điều trị loãng xương một bữa hai bữa tự nhiên là cái xương chắc đâu, không phải cái chuyện đó. Nên cái bài báo cáo của bác sĩ Dương cũng cho thấy chúng ta đối với những bệnh nhân sau khi chúng ta đặt vấn đề có gãy xương thay khớp, sau đó chúng ta truyền điều trị loãng xương thì nó sẽ cải thiện về vấn đề là hư quanh khớp nè, quanh chui nè, rồi tỷ lệ tử vong giảm nè, tỷ lệ này đã giảm, thì chúng ta thấy đó vấn đề điều trị lâu dài chứ không phải một sớm một chiều. Nên tôi nghĩ là phải điều trị, nhưng mà còn điều trị thì dựa theo thời điểm, thì chúng ta không phải thời điểm là trước khi sau, lúc nào cũng được, theo tôi nghĩ lúc nào cũng được, nhưng mà bệnh nhân có cần thiết là phải truyền hay không. Ví dụ như bệnh nhân bây giờ là như là đang suy thận thì chúng ta phải chưa điều trị suy thận ổn định rồi nó mới chưa điều trị loãng xương, ví dụ như vậy. Câu hỏi này thì hay đấy, nhưng mà chúng ta phải rút lại là cũng không gấp gáp nhé. Có một câu hỏi nữa là nếu bệnh nhân bị gãy lưng mô chuyển có thể dùng nhiều phương pháp mổ khác nhau thì lựa chọn phương pháp hàng đầu là phương pháp nào? Câu này thì hay, nhưng mà thực sự các bạn biết rằng thế này, tôi nói chúng ta là các phẫu thuật viên thì cái phương pháp hàng đầu lương pháp hay là cái đường mổ, người ta nói là cái đường mổ hay nhất là đường mổ nào? Đối với một phẫu thuật viên, đường mổ hay nhất là phương pháp mổ hay nhất là cái phương pháp mà anh quen nhất, nghe không? Anh quen nhất. Ví dụ như ở cái bệnh viện đó nó có nhiều phẫu thuật viên, có nhiều người biết nhiều phương pháp mổ khác nhau, có nhiều biết phương pháp kỹ thuật mà phải nói là ưu điểm khác nhau hơn, thì lúc đó chúng ta lựa chọn, ở bệnh nhân có nhiều lựa chọn thì chúng ta lựa chọn cái thứ nhất đầu tiên là cái người phẫu thuật viên phải nắm vững về mặt kỹ thuật. Thứ hai nữa là chi phí bệnh nhân, chi phí mổ rẻ, thấy không? Bệnh nhân cũng có thể thay khớp nhưng chúng ta không thay khớp, ta làm một phương pháp khác mà rẻ tiền hơn thì ta lựa chọn. Thứ ba là cái đó nó đem lại chức năng cho người bệnh sau khi mổ tốt. Hai cái xem nhau thì chúng ta phải lựa chọn. Còn ở những nơi mà tôi nói ở những nơi nha, ở những nơi có những nơi là chỉ có phẫu thuật viên mà chỉnh hình mà để cho ngon á, ở những nơi á, thì tôi nghĩ là cũng có thể là một vài nơi người ta chuyên về cái đó, thì theo tôi nghĩ á, nên các bạn nên ở các tỉnh, tôi xin lỗi nha, ở các bạn ở cái vùng mà mình chỉ một mình là làm thôi, thì mình theo tôi nghĩ là các bạn nên lựa chọn phương pháp bạn thường sử dụng nhất, thuần thục nhất, chứ bạn đừng có nghĩ là cái này là người ta mổ thay khớp mà bạn chưa quen nhiều hoặc là bạn đã ít làm thôi, thì các bạn lao vô bạn làm thì tôi nghĩ là nó sẽ không có lợi cho bệnh nhân. Thì theo tôi nghĩ thì phương pháp mổ mà khi mà có nhiều lựa chọn thì cái phương pháp nào mà phẫu thuật viên ở nơi đó, ở cơ sở y tế đó mà quen nhất, kèm theo nữa chi phí cho bệnh nhân thấp nhất là chúng ta nên lựa chọn. Tại vì đa số tới bây giờ thì theo tôi nghĩ cái chi phí lựa chọn đa số bây giờ thì bảo hiểm y tế thì hầu như là cũng đã chung tay rất là nhiều rồi, thì người bệnh thì cũng không có phải là đóng tiền nhiều giống như ngày xưa lúc mà bảo hiểm y tế chưa phải là phổ cập đó. Thì lúc đó cái chi phí nó quan trọng lắm. Thì bây giờ tôi thấy là những bệnh nhân nhiều tiền hay bệnh nhân tiền ít hay cũng có thể thay khớp được như thường, tại vì khớp bây giờ nó cũng không đến nỗi mắc mà bảo hiểm người ta gánh vác rất là nhiều. Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn.
Còn câu hỏi nào nữa không à? Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và các bạn, các đồng nghiệp. Thì qua hai cái bài tham luận vừa rồi và hai bài báo cáo vừa rồi và hai cái và một số câu hỏi của quý vị đồng nghiệp đến với hai báo cáo viên, thì tôi tạm thời cũng xin qua cái chương trình telehealth hôm nay thì chúng ta đã có một số cái rút kết lại, cái rút lại để mà chúng ta nhìn nhận kỹ hơn. Có thể chúng các bạn là cái đây là cũng nhiều khi ở một số nơi cũng là thành là thường quy, nhưng mà theo tôi nghĩ dầu sao hiện tại bây giờ càng ngày càng phát triển về mặt kỹ thuật, về mặt phương tiện, về mặt trang thiết bị và đặc biệt là bảo hiểm y tế hỗ trợ chúng ta rất là nhiều, nên vấn đề là lựa chọn các phương pháp mổ, lựa chọn dụng cụ, lựa chọn nơi để chúng ta thực hiện thì không phải là vấn đề nan giải nữa, nhưng mà cái vấn đề chúng ta phải, người phẫu thuật viên chúng ta phải đánh giá cho được người bệnh cần cái gì nhất. Cần gì nhất là ví dụ như là nên chúng ta phải hiểu được là phải đánh giá được là cái phân loại mổ là cái như thế nào. Phân loại mổ xong rồi chúng ta phải dựa trên cơ địa của từng người bệnh, cá thể hóa từng người bệnh đó loãng xương ở như thế nào, rồi loãng xương người bệnh loãng xương như vậy, khi chúng ta áp dụng một cái phương pháp như vậy thì sau đó người bệnh về nhà có thể được hỗ trợ hay không, hay là người bệnh về neo đơn không có người, thì chúng ta cần phải lựa chọn làm sao mà người bệnh sau khi ra về khỏi bệnh viện thì người ta có thể hạn chế sự hỗ trợ thấp nhất. Chứ còn chúng ta không đòi hỏi là 2-3 người phục vụ xung quanh bệnh nhân thì về nhà cũng rất là khó. Ví dụ như người ta neo đơn, mình đây mình vào mình phải làm, thì chúng ta phải lựa chọn như thế nào, phương pháp mổ, tại vì nó rất là nhiều cái phương pháp mổ ở bệnh nhân gãy liên mô chuyển xương đùi, thì chúng ta lựa chọn như thế nào để sau đó chúng ta bệnh nhân là người hưởng lợi nhất. Thì ngày xưa thì lúc chỉ có một số cái phương pháp mổ, ví dụ như là dùng nẹp vít hoặc là chỉ có đinh nội tủy, nhưng nếu mà cái đinh nội tủy ngắn thôi, chứ hồi xưa nếu đinh nội tủy dài cũng không có nữa, dài thì sau này hẳn mới có đinh nội tủy dài, thì chúng ta gãy xuống từ lưu mô chuyển mà gãy dọc xuống dưới thân, thì chúng ta vẫn có dụng cụ để chúng ta làm. Thì đó là một sự may mắn của các phẫu thuật viên. Đặc biệt chúng ta phải nên phối hợp với các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ về chuyên khoa nội cơ xương khớp, để điều trị loãng xương tốt cho bệnh nhân, điều trị các bệnh nền tốt cho bệnh nhân. Phải phối hợp. Nếu chúng ta chỉ có là phẫu thuật viên, chỉ có mổ xong rồi cho bệnh nhân về, thì tôi nghĩ là cái khả năng thất bại của cuộc mổ rất là lớn. Cái cuộc mổ nó không phải là chỉ ở trong một tiếng, hai tiếng ở trong phòng mổ, mà chúng ta còn đánh nhìn lại, dòm lại, nhìn lại ở những lần sau bệnh nhân tái khám chúng ta, năm sau bệnh nhân tới, hoặc là 2 năm sau tự nhiên thấy không thấy bệnh nhân tới khám nữa, ví dụ như vậy. Đấy, thì chúng ta nhiều khi chúng ta cũng không có thống kê được hết đâu. Thì theo tôi nghĩ là các bạn nên có một cái theo dõi dài hơi hơn ở những bệnh nhân là lớn tuổi, thì mình làm sao mà bệnh nhân sau khi mổ hàng tháng bệnh nhân tới, sau 3 tháng sau, 6 tháng sau, sau đó 6 tháng một lần bệnh nhân tới gặp mình,
để mình kiểm tra lại tình trạng khớp, kiểm tra tình trạng vận động. Thì nếu như vậy bệnh nhân tới càng dài thì chúng ta cái thành công của cuộc mổ nó càng dài. Tại vì khi chúng bạn đặt vấn đề vô một cái khớp háng vào bệnh nhân thì cái khớp đó nó tồn tại 10 năm trở lên chứ đâu phải là khớp háng tồn tại một vài năm, đúng không? Thì nên bệnh nhân mà sau khi mổ bệnh nhân 7, 8 năm, 10 năm bệnh nhân còn tới gặp bạn là các bạn đã thành công. Rất là tốt về vấn đề khớp. Còn vấn đề đinh hoặc là nẹp tít thì sau khi một thời gian lành xương xong 3 tháng, 6 tháng, thường là sau 1 năm thì các bạn tới, có thể là nếu mà được thì các bạn có thể tháo dụng cụ cho bệnh nhân. Không nên để, theo tôi khuyên, ở nhiều bệnh nhân dùng nẹp vít hoặc là đóng đinh nội tủy thì khi bệnh nhân đã lành xương, các bạn theo dõi nếu đã có lành xương thì chúng ta nên tháo dụng cụ ra để tránh những trường hợp chúng ta không biết được là chúng ta bệnh nhân sau đó có té nữa hay không. Nên tôi khuyên các bạn nên tháo dụng cụ. Còn ở nhiều bệnh nhân phải thay khớp nhân tạo thì thôi, thì mình phải chấp nhận. Và chúng ta phải thường xuyên giáo dục cho người nhà, cho bệnh nhân. Bệnh nhân nhiều khi bệnh nhân lớn tuổi thì người nhà, người chăm sóc, người ở chung với bệnh nhân phải nắm kỹ vào vấn đề đó và coi nó là rất là quan trọng. Thì người ta, khi người ta quan tâm tới nó thì là người bệnh nhân sẽ được hưởng lợi về vấn đề đó, và chúng ta sẽ nhìn thấy được cái khớp chúng ta nó tiến triển như thế nào, nó tồn tại như thế nào, và có những cái biến chứng gì không, có những cái ảnh hưởng gì không. Nói chung là thời gian thì nó cũng không còn dài, vắn tắt một 2 tiếng mấy đồng hồ, thì nói chung là cũng không thể chuyển tải hết, nhưng mà có một số vấn đề mà các anh chị quan tâm thì tôi cũng thấy là rất là vui. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã tham gia vào cái buổi telehealth của Bệnh viện Thống Nhất hôm nay. Một lần nữa xin chào, cảm ơn và chào quý vị.